Trung Quốc là cường quốc có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Với tham vọng bá chủ của mình, ngày nay Trung Quốc đang hiện diện ngày càng sâu rộng đến mọi ngõ ngách trên phạm vi toàn cầu. Trong đó, Trung Quốc luôn coi khu vực Đông Nam Á như là sân sau của mình, nơi Trung Quốc ra sức gây ảnh hưởng, thao túng, thậm chí là kiểm soát một số các quốc gia trong khu vực. Nhưng quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất tại Đông Nam Á đó chính là Campuchia, nơi đây được ví như là thuộc địa kiểu mới thời hiện đại của Trung Quốc. Với sự chi phối toàn diện về kinh tế, chính trị và quân sự tại quốc gia này, Campuchia giờ đây giống như một cánh tay nối dài để Trung Quốc thọc sâu, gây ảnh hưởng tới các quốc gia trong khối ASEAN. Điều này tạo ra mối nguy rất lớn cho các quốc gia láng giềng và đặc biệt nguy hiểm cho Việt Nam chúng ta. Hành động này không khác gì biến Campuchia trở thành một con dao đặt ngay sau lưng của Việt Nam. Vậy Trung Quốc đã biến Campuchia trở thành con dao đe dọa tới Việt Nam như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Vietnam World. Âm mưu của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh tăng cường ảnh hưởng tới các quốc gia Đông Nam Á như Myanmar, Lào hay Thái Lan không khác nhiều so với các quốc gia khác trên thế giới, những nơi mà Trung Quốc muốn dùng tiền thông qua những dự án bẫy nợ của sáng kiến Vành đai và con đường BRI để mua lấy sự lệ thuộc và sự thuần phục của các quốc gia này. Nhưng đối với Campuchia thì lại khác. Với vị trí tương đối trung tâm của nước này trong khu vực, vừa có thể trực tiếp ảnh hưởng tới các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á lục địa, vừa có thể tiếp cận với tuyến đường hàng hải huyết mạch của khu vực từ eo biển Malacca qua Singapore đến Biển Đông. Kết hợp với vị thế của Campuchia là một nước nhỏ, yếu và dễ bị điều khiển, nên chính vì vậy Trung Quốc đặc biệt chú ý đầu tư, xâm nhập sâu vào nhiều mặt của đất nước chùa tháp này nhằm thao túng và dần dần kiểm soát, biến Campuchia trở thành một tiền đồn để Trung Quốc thực hiện nhiều mục đích khác nhau của mình tại khu vực. Tuy nhiên trong video này, chúng ta chỉ quan tâm tới những mục đích của Trung Quốc nhằm gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam chúng ta ở thời điểm hiện tại và trong tương lai. Như các bạn biết, Việt Nam chúng ta luôn là một cái gai trong mắt và là kẻ cứng đầu nhất trong đám ASEAN, dám thách thức và cản bước tham vọng của Trung Quốc biến Đông Nam Á trở thành sân sau của mình. Vì vậy, Trung Quốc luôn tìm cách để kìm hãm và chế ngự sức mạnh của con rồng Việt Nam đang trỗi dậy này. Nhìn vào vị trí địa lý của Việt Nam, chúng ta thấy hướng Bắc, nơi hai nước có đường biên giới chung, là hướng Trung Quốc dễ dàng ảnh hưởng nhất tới Việt Nam. Về hướng Đông, nơi có Biển Đông, Trung Quốc đã thực hiện xong việc quân sự hóa trên các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam và đã hình thành nên một gọng kìm ở nơi đây. Nhìn sang hướng Tây, Trung Quốc đang từng bước tấn công vào sân sau của Việt Nam, đó là Lào và Campuchia, để nhằm tạo ra một gọng kìm thứ hai siết vòng vây bao quanh Việt Nam. Và Campuchia chính là mũi tiến công quan trọng nhất của Trung Quốc ở hướng này. Về việc Trung Quốc đang từng bước bao vây Việt Nam như thế nào thì kênh xin hẹn với các bạn trong một video khác khi có thể. Chi phối nền kinh tế. Tại Campuchia, việc Hun Sen cầm quyền sau gần 4 thập kỷ khiến cho nước này có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với các nước phương Tây, luôn bị các nước châu Âu và Mỹ lên án vì thiếu tự do, dân chủ và nhân quyền. Thậm chí là còn áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế đối với một số chính trị gia của nước này. Vậy nên trong mắt các nhà đầu tư phương Tây, Campuchia không đem lại mấy sự hấp dẫn và cũng không có nhiều giá trị quan trọng. Chính vì vậy Campuchia chỉ còn biết dựa vào Trung Quốc để nhận được nguồn tiền đầu tư cho sự phát triển của mình. Còn về phía Bắc Kinh, với vũ khí ngoại giao bẫy nợ được núp bóng đằng sau sáng kiến Vành đai và con đường của mình, trong những năm qua, Trung Quốc đã liên tục đổ hàng tỷ đô la vào quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này. Theo số liệu thống kê, nợ công của Campuchia được công bố, đến đầu năm 2023, Trung Quốc vẫn là quốc gia đầu tư nhiều nhất, đồng thời cũng là chủ nợ lớn nhất của Campuchia, chiếm khoảng 50% trong tổng số 10,2 tỷ đô nợ công của nước này, lớn hơn tất cả các quốc gia khác cộng lại. Con số này tăng nhanh so với cuối năm 2021, khi đó nợ công của nước này cũng chiếm tới 44,3%. GDP năm 2022 của Campuchia là gần 30 tỷ đô. Nếu so sánh tỷ lệ nợ công trên GDP hàng năm, thì nợ công đã tăng từ mức 28,2% năm 2019 lên đến 35% vào cuối năm 2021 và vẫn duy trì con số đó cho đến nay. Nhưng theo các dự báo cho thấy, tổng tỷ lệ nợ công trên GDP của Campuchia sẽ tăng khoảng 5 điểm phần trăm trong thập kỷ tới, ổn định ở mức khoảng 40%. Và tình hình có thể trở nên tồi tệ hơn nếu kế hoạch chi tổng thể cơ sở hạ tầng trị giá 50 tỷ đô la của Campuchia được triển khai trong tương lai. Phần lớn trong số đó là các khoản vay thông qua tín dụng và được cấp chủ yếu đến từ Bắc Kinh,
Các chuyên gia cho rằng với tốc độ này sẽ khiến Campuchia có nguy cơ trở thành một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Trung Quốc. Giống như trong một công ty, khi bạn là cổ đông sở hữu trên 35% vốn điều lệ, thì bạn sẽ có quyền phủ quyết với những vấn đề trong quá trình điều hành của công ty đó, dẫn đến sự chi phối và thậm chí là thao túng khi cần thiết. Một ví dụ tiêu biểu cho sự đầu tư ồ ạt trên quy mô lớn của nguồn vốn đến từ Trung Quốc đó là tại thành phố Sihanoukville, một thành phố cảng ven biển phía tây nam của Campuchia. Nhìn vào những hình ảnh này, không ai nghĩ đây là một thành phố của Campuchia. Với các biển hiệu tiếng Trung ở khắp mọi nơi, thì đây phải là một thành phố nào đó của Trung Quốc. Từng là một làng chài nhỏ bé hoang sơ, là điểm đến yêu thích của dân du lịch bụi khi đến Campuchia, giờ đây thành phố này ngày càng bùng nổ với những cơ sở hạ tầng mọc lên như nấm bên cạnh những con đường mới mở, bao gồm nhiều công trình xây dựng như nhà hàng, khách sạn, tiệm massage hay sòng bạc. Nhưng hơn 90% các doanh nghiệp ở đây đều do người Trung Quốc sở hữu và làm chủ. Có thể nói sự phụ thuộc của Campuchia vào Trung Quốc được tóm gọn và thể hiện rõ nhất trong câu trả lời của ông Hun Sen cho câu hỏi liên quan đến chính sách đối ngoại của Campuchia, đó là: nếu tôi không dựa vào Trung Quốc thì tôi dựa vào ai? Giật dây về chính trị. Như chúng ta biết, đa số mọi vấn đề gặp phải đều đến từ kinh tế. Và với sự chi phối của Trung Quốc với nền kinh tế của Campuchia như vậy, thì kéo theo đó là sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với nền chính trị của quốc gia này. Dựa trên nền tảng mối quan hệ giữa Campuchia và Trung Quốc đã có từ lâu trong lịch sử, dù nước này có dưới bất kỳ chế độ nào thì Trung Quốc vẫn luôn muốn ảnh hưởng tới Campuchia, tương đồng với việc Campuchia luôn muốn dựa dẫm vào Trung Quốc. Mối quan hệ này chỉ gián đoạn một thời gian sau sự sụp đổ của Khmer Đỏ, nhưng rất nhanh sau đó Campuchia lại quay trở lại với vòng tay ảnh hưởng từ phía Bắc Kinh. Sau khi đã có sự trung thành của Hun Sen từ những năm 1997, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2010. Và đến tháng 9 năm 2023 thì hai nước chính thức tuyên bố cùng xây dựng cộng đồng chung vận mệnh Trung Quốc-Campuchia, là cấp độ cao nhất trong quan hệ giữa hai quốc gia mà Trung Quốc có thể nghĩ ra. Và Trung Quốc lại càng tăng cường xúc tiến quan hệ với Campuchia hơn nữa dưới triều đại mới tại Campuchia, đó là triều đại của Hun Manet, cũng là con trai của thủ tướng tiền nhiệm Hun Sen. Không chỉ ảnh hưởng tới các chính trị gia cấp cao bằng nguồn vốn với con số hàng tỷ đô la của mình, mà Trung Quốc còn gây ảnh hưởng tới những phe nhóm chính trị khác trong lòng Campuchia với những thỏa thuận ngầm cho phép các quan chức của Campuchia có thể tham nhũng từ tiền đầu tư của Trung Quốc, dẫn đến việc hiện nay Trung Quốc đang thao túng gần như hoàn toàn hệ thống chính trị của quốc gia này. Sau khi đã biến Campuchia trở thành con rối nằm trong tay mình, Trung Quốc thực hiện bước tiếp theo đó là giật dây con rối này để đạt được những mục đích khác của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Như việc Campuchia cản trở khiến ASEAN không thể đưa ra được tuyên bố chung phản đối việc Trung Quốc quân sự hóa tại Biển Đông. Và trong rất nhiều hội nghị của tổ chức này, Campuchia luôn thể hiện thái độ ngầm ủng hộ để chiều theo ý muốn của Bắc Kinh về các tuyên bố chủ quyền phi pháp của Trung Quốc. Đặc biệt là những hành động Trung Quốc giật dây nhằm gây ảnh hưởng trực tiếp tới Việt Nam chúng ta thông qua các dự án như việc xây dựng rất nhiều đập thủy điện cho Campuchia. Đến nay, Trung Quốc đã tài trợ xây dựng 7 đập thủy điện trên sông Mekong, gây ra tình trạng thiếu nước và xâm nhập mặn trầm trọng cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và gần đây nhất là thông tin Campuchia và Trung Quốc đang chuẩn bị xây dựng kênh đào Funan, điều chỉnh dòng chảy của sông Mekong giúp nước này tiếp cận với biển nhanh hơn mà không cần phải đi qua phía Việt Nam. Nếu điều này xảy ra, với việc sụt giảm về nguồn nước và lượng phù sa hàng năm được ví như dòng máu, nguồn sống của đồng bằng sông Cửu Long, thêm vào đó là việc biến đổi khí hậu đang ngày một khốc liệt, thì nguy cơ cho khu vực Tây Nam Bộ sẽ là rất khủng khiếp trong tương lai. Qua những hành động này, chúng ta thấy ngay Trung Quốc đang tấn công vào vùng đất trù phú, nơi đảm bảo an ninh lương thực lớn nhất của Việt Nam, nhằm làm suy yếu Việt Nam từ trong cốt lõi. Ảnh hưởng tới quân sự. Sau khi chi phối nền kinh tế và giật dây về chính trị, thì lĩnh vực quân sự của Campuchia cũng không nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng từ Bắc Kinh. Đây chính là mục đích quan trọng nhất mà Trung Quốc hướng tới để biến Campuchia thành tiền đồn, căn cứ quân sự thường trực của Trung Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, quan hệ quân sự giữa Campuchia và Trung Quốc trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Trung Quốc hiện là đối tác viện trợ quốc phòng lớn nhất của Campuchia, mặc dù nhiều nước trong khu vực, trong đó có Việt Nam, cũng có quan hệ quân sự với nước này. Điều đó khiến quân đội Campuchia hiện nay ngày càng phụ thuộc vào sự hỗ trợ về vũ khí, trang thiết bị quân sự đến từ Trung Quốc, từ trực thăng, bệ phóng tên lửa đến các loại xe tăng và xe bọc thép.
gần một nửa số học viên quân sự của Campuchia ở nước ngoài đều được huấn luyện tại các học viện quân sự do Trung Quốc tài trợ. Bên cạnh đó, hai nước còn tổ chức các cuộc tập trận, diễn tập chung thường xuyên kể từ cuộc tập trận chung lần đầu tiên vào năm 2016. Đặc biệt là việc Campuchia cho Trung Quốc thuê đất tại những địa điểm có giá trị chiến lược về mặt quân sự dọc theo bờ biển của nước này, như tại tỉnh Co Kong, nơi có khu nghỉ mát Dara Sakor với diện tích bằng một nửa diện tích của Singapore và chiếm gần 20% đường bờ biển của Campuchia do một công ty Trung Quốc đầu tư với hợp đồng thuê đất lên tới 99 năm. Nhưng với những dấu hiệu bất thường tại đây, các chuyên gia quốc tế lo ngại khu nghỉ mát này có thể trở thành một căn cứ quân sự quan trọng tại Đông Nam Á của Bắc Kinh. Hay một ví dụ đáng chú ý hơn cả, đó là việc Campuchia cho Trung Quốc tiếp cận độc quyền quân cảng Rim, biến nơi đây trở thành căn cứ quân sự chính thức thứ hai ở nước ngoài của Trung Quốc, sau căn cứ quân sự tại Djibouti. Mặc cho những lời phủ định từ cả Campuchia và Trung Quốc rằng không có sự hợp tác nào giữa hai nước tại căn cứ quân sự Rim, nhưng trên thực tế thì ai cũng biết việc Campuchia và Trung Quốc đã có những thỏa thuận ngầm bí mật về lĩnh vực quân sự tại nơi đây. Căn cứ hải quân Rim của Campuchia đối diện với vịnh Thái Lan và chỉ cách đảo Phú Quốc của Việt Nam khoảng 30 km. Hiện tại mọi thứ tại đây vẫn đang trong quá trình xây dựng, một bức tranh rõ ràng hơn sẽ sớm được hình thành trong tương lai gần. Và cho đến khi đó thì căn cứ quân sự này sẽ thực sự trở thành một nguy cơ lớn cho an ninh quốc phòng đối với Việt Nam. Và theo một số thông tin, đã có sự gia tăng đột biến về nhân sự, thiết bị và vật liệu của Trung Quốc được chuyển vào căn cứ kể từ đầu tháng 4 năm 2023. Nếu các cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại quân cảng Rim được hoàn thành, những cơ sở này sẽ trở thành nơi đồn trú cho binh sĩ Trung Quốc, cung cấp hậu cần phục vụ cho các khí tài quân sự, dự trữ vật tư đạn dược và cũng là trung tâm cho các hoạt động giám sát và tình báo. Có chỗ đứng tại quân cảng Rim cho phép quân đội Trung Quốc mở rộng phạm vi tác chiến của máy bay chiến đấu, tên lửa chống hạm và các loại tàu chiến, duy trì sự hiện diện lớn hơn trong rìa phía nam của yêu sách đường chín đoạn phi pháp. Cùng với đó sẽ hình thành một hành lang kiểm soát kết nối quân cảng này với các cơ sở quân sự khác của Trung Quốc đã hiện diện trên Biển Đông. Bên cạnh đó, việc phát triển các cơ sở phòng không, radar giám sát trên không cũng cho phép quân đội Trung Quốc theo dõi các hoạt động của các loại máy bay, thậm chí là kiểm soát toàn bộ không phận của vùng trời phía nam của Việt Nam, tạo ra một lỗ hổng về phòng thủ quân sự của Việt Nam tại nơi đây. Những việc Trung Quốc đã làm ở trên cho thấy Trung Quốc đang sử dụng Campuchia như một công cụ để gây áp lực lên biên giới phía tây nam của Việt Nam, hoàn thành thế gọng kìm bao vây Việt Nam với trục đông tây khi được kết nối với hệ thống các đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, đồng thời cũng tạo ra trục bắc nam có thể đe dọa Việt Nam, khiến Việt Nam lâm vào thế lưỡng đầu thọ địch, phải chiến đấu ở cả hai đầu đất nước như những năm 1978-1979, khi chính quyền Trung Quốc giật dây chế độ Khmer Đỏ tại Campuchia tấn công Việt Nam. Đã hơn 40 năm kể từ khi quân đội Việt Nam giúp người dân Campuchia lật đổ chế độ Khmer Đỏ tàn bạo, một trong những động lực khiến Việt Nam tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Campuchia là ý thức được về tính dễ bị tổn thương chiến lược khi bị kẹp giữa Trung Quốc ở phía Bắc và chế độ tại Campuchia do Trung Quốc hậu thuẫn ở phía Nam. Cùng với mâu thuẫn dân tộc cả nghìn năm qua giữa Trung Quốc và Việt Nam, chúng ta có thể thấy dù ở bất kỳ thời nào thì bản chất của Trung Quốc vẫn như vậy. Bằng cách này hay cách khác, Trung Quốc luôn muốn kiểm soát và thống trị Việt Nam. Đặc biệt là với vị thế ngày càng lớn mạnh của Việt Nam như hiện nay, thì Trung Quốc lại càng có động lực để phong ấn con rồng bất trị này. Và Trung Quốc sẽ không loại trừ dùng lại chiêu bài cũ như đã từng làm với chính quyền Khmer Đỏ vào những năm 1978, nhằm giật dây Campuchia một lần nữa, biến Campuchia thành con dao đặt ngay sau lưng Việt Nam để Trung Quốc có thể sử dụng bất cứ khi nào. Bên cạnh đó, với chủ nghĩa dân tộc cực đoan, từ sự thù ghét người Việt Nam luôn âm ỉ trong mọi thế hệ tầng lớp xã hội của Campuchia cả trăm năm qua, thì việc Campuchia tình nguyện ngã vào lòng Trung Quốc là điều không có gì lạ. Nhưng cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo cho Việt Nam chúng ta. Đúng là Việt Nam khó có thể can thiệp vào việc đối ngoại của Campuchia, nhưng điều chúng ta có thể làm đó là phải luôn có kịch bản để đối phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong tương lai đến từ trục ma quỷ Trung Quốc-Campuchia nguy hiểm này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.